Đường dựng là tương tự lấy từ cái file chương trình, là cái đường dựng tương tự để mà lấy cái ảnh cùng với cái tên ảnh mình với tên mình chọn. Chơi chơi. Xong rồi. Rồi, trong đây là việc trong trình. Đây là ảnh ok. Mình xem cái setting trong đây. Có gì thì mình ở đây mấy cái link cơ bản không, tùy theo từng bài thì có những link riêng mình có thể học. Nếu như mà trường hợp mình chưa học kỹ thì mình vô để mà tạo được kỹ đây option này. Cái này cục gửi qua cho Long, sau nếu như mà Long sẽ gửi lại cái mã này là in vào apply là ok. Đó là trường hợp nếu như chưa có kỹ, còn nếu như có rồi thì thôi khỏi làm bước này.